Mỹ mới đây đã ghi nhận tỷ lệ tử vong vì COVID-19 khá cao khi cứ 500 công dân nước này thì có một người thiệt mạng do nhiễm COVID-19. Theo Google Matters, tính tới hết ngày 15 tháng 9, đã có gần 685.000 trường hợp tử vong vì COVID-19 tại Mỹ. Trong khi đó, tính đến tháng 4 năm 2020, dân số nước này là 331,4 triệu người, đó là một con số nghiêm trọng được đưa ra khi các bệnh viện ở Mỹ đang chật vật với số lượng bệnh nhân COVID-19 và ngày càng có nhiều trẻ em nhiễm virus SARS-CoV-2. Với hy vọng kiểm soát lây lan và ngăn ngừa nhiều ca tử vong, giới chức Mỹ đang ban hành quy định bắt buộc tiêm chủng tại nơi làm việc và đeo khẩu trang trong trường học tại nhiều nơi. Tính đến 14 tháng 9, trung bình mỗi ngày Mỹ nhận 152.300 trường hợp mắc COVID-19, cao gấp 13 lần mức của ngày 22 tháng 6. Ấn Độ hiện đang xem xét sớm nối lại công tác xuất khẩu vaccine COVID-19, chủ yếu là sang thị trường châu Phi, trong bối cảnh đa số người trưởng thành ở nước này đã hoàn tất tiêm chủng ngừa COVID-19 và nguồn cung vaccine đã gia tăng. Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới đã ngừng xuất khẩu vaccine từ tháng 4 vừa qua để tập trung vào chiến dịch tiêm chủng trong nước, trong bối cảnh làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 bùng phát. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ 944 triệu người trưởng thành vào tháng 12 tới, tính đến thời điểm hiện tại 61% dân số Ấn Độ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19. Việc Ấn Độ cân nhắc nối lại xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19 diễn ra trước thêm chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Washington vào tuần tới, nơi chủ đề vaccine có thể sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh nhóm Quad gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia. Theo một số nguồn tin, Ấn Độ muốn hỗ trợ châu Phi trong vấn đề vaccine và mùi hoạt động phòng ngừa Covid-19. Dù đang ở trong đợt cao điểm dịch bệnh lần thứ tư, nhưng Israel đã chuẩn bị phương án chung sống với COVID-19 và sẵn sàng các biện pháp ứng phó với làn sóng dịch tiếp theo. Bộ Y tế Israel cho biết, làn sóng lây nhiễm của đại dịch COVID-19 ở nước này hiện đã xô đổ mọi kỷ lục của các đợt bùng phát dịch trước. Giới chức y tế nước này dường như cảm thấy thất vọng khi thấy xu hướng giảm gần đây dường như đang bị đảo ngược. Số liệu do Bộ Y tế Israel công bố cho thấy, vào ngày 14 tháng 9, có 10.556 ca mắc COVID-19 được ghi nhận ở Israel và có 690 bệnh nhân nặng. Tỷ lệ dương tính khi lấy 178.000 mẫu xét nghiệm là 5,93%, tăng so với 5,24% trước đó một ngày. Hiện trên cả nước Israel có 83.952 trường hợp mắc COVID-19 chưa khỏi bệnh. Ngày 14 tháng 9, Israel ghi nhận 18 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người chết từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này lên 7.297 người. Ngày 15 tháng 9, giới chức Nhật Bản khuyến cáo không nên vội vàng nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời cho rằng chỉ nên thực hiện việc nới lỏng sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ. Kế hoạch nới lỏng của chính phủ bao gồm việc cho phép các nhà hàng bán đồ uống có cồn, cho phép người dân di chuyển giữa các tỉnh thành cũng như cho phép tổ chức các sự kiện lớn có nhiều người tham dự hơn, ngay cả khi tình trạng khẩn cấp vẫn còn hiệu lực. Bộ trưởng Y tế Nhật Bản cho biết, số ca mắc mới COVID-19 trên toàn nước đang giảm mạnh. Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn cảnh giác trước khả năng bùng phát làn sóng dịch bệnh thứ sáu khi trẻ em trở lại trường học trong tháng này cũng như khi hoạt động xã hội tăng dần về cuối năm. Chuyển sang những thông tin trong nước quan trọng khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, trước ngày mùng 1 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội sẽ ký ban hành nghị quyết về gói miễn giảm thuế khoảng 21.300 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 lĩnh vực được giảm gồm vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn uống, hoạt động xuất bản trừ xuất bản theo hình thức trực tuyến, điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm, xuất bản âm nhạc, các đại lý du lịch, sáng tác nghệ thuật và giải trí, thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác, thể thao, vui chơi và giải trí. Trong văn bản đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho người lao động vừa gửi đến thủ tướng, Bộ Công Thương đề xuất chính phủ bổ sung, nâng cao mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ đối với ngành sản xuất trọng điểm như điện tử, diệt may, da dày, cơ khí, ô tô, công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông sản, thực phẩm và ngành thép. Bộ Công Thương cho biết dịch COVID-19 khiến tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm tăng cao, cơ hội tìm kiếm việc làm trong khu vực chính thức gặp nhiều khó khăn, người lao động buộc phải chấp nhận làm các công việc kém ổn định, thu nhập không cao, Việt Nam cũng sẽ đánh mất vị trí trong chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu ở các ngành xuất khẩu chủ lực do không thể đáp ứng đơn hàng quốc tế. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương kiến nghị chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sửa nghị quyết số 68 năm 2021 về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động theo hướng bổ sung, nâng cao mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ đối với ngành sản xuất trọng điểm như điện tử, dệt may, da dày, vân vân. Do tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch bệnh Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tăng trưởng kinh tế các tỉnh Đông Nam Bộ cả năm 2021 sẽ là tăng trưởng âm. Do tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch bệnh Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tăng trưởng kinh tế các tỉnh Đông Nam Bộ cả năm 2021 sẽ là âm 0,13%, thấp hơn đáng kể so với kế hoạch tăng trưởng từ 6,2 đến 6,5%. Dự báo cả năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2021 của vùng Đông Nam Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát trong tháng 10 2021, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn vùng sẽ từng bước được mở cửa trở lại phục hồi trong những tháng cuối năm. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đang lên kế hoạch khôi phục hoạt động vận tải của năm lĩnh vực vận tải. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã chỉ đạo tổng cục đường bộ, các cục chuyên ngành xây dựng hoàn thiện kế hoạch tổ chức giao thông, khôi phục hoạt động vận tải của năm lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 khi các địa phương nới lỏng biện pháp kiểm soát, nghiên cứu vận chuyển hành khách qua đường hàng không, đường sắt trong thời gian sắp tới, kết nối các địa phương theo phương thức vận tải đường bộ, phối hợp với các lĩnh vực đi theo chu kỳ khép kín để đảm bảo vận tải hành khách an toàn, phòng chống dịch theo ngân hàng thế giới của Banh tại Việt Nam, để thúc đẩy nền kinh tế, chính phủ cần sử dụng chính sách tài khóa để thúc đẩy cầu trong nước trong ngắn hạn bằng cách đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiếp tục hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để giúp khôi phục tiêu dùng tư nhân. Theo World Bank, quá trình phục hồi kinh tế trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào khả năng chính phủ có thể kiểm soát đợt dịch hiện nay một cách hiệu quả trong tháng 9, để các hoạt động kinh tế có thể phục hồi vào quý 4. Ưu tiên đặt ra là đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine để bao phủ ít nhất 70% dân số trưởng thành. Đồng thời, để thúc đẩy nền kinh tế, chính phủ cần sử dụng chính sách tài khoá để thúc đẩy cầu trong nước trong ngắn hạn, bằng cách đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiếp tục hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch để giúp khôi phục tiêu dùng Tư nhân bên cạnh đó hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các hộ kinh doanh quy mô nhỏ cũng là cách để giúp đẩy mạnh các hoạt động kinh tế và tạo việc làm. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế cũng như gây gián đoạn chuỗi cung ứng khu vực, các nước ASEAN và đối tác đều mong muốn hiệp định RCEP sớm có hiệu lực, cụ thể là vào đầu năm 2022 nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư trong khu vực góp phần vào quá trình phục hồi kinh tế khu vực sau đại dịch. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, các nước tham gia ký kết Hiệp định RCEP đã sớm triển khai thủ tục phê chuẩn Hiệp định. Theo quy định, Hiệp định này sẽ chính thức có hiệu lực sau 60 ngày, kể từ thời điểm có ít nhất 6 nước ASEAN và 3 nước đối tác hoàn tất thủ tục phê duyệt phê chuẩn Hiệp định và nộp lưu triểu văn kiện phê duyệt phê chuẩn của mình tới cơ quan lưu triểu Tổng Thư ký ASEAN. Cho tới nay, Singapore là nước đầu tiên phê chuẩn hiệp định RCEP, đã phê chuẩn hiệp định này ngày 9 tháng 4 năm 2021. Sau đó, Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã phê chuẩn hiệp định. Các nước ASEAN còn lại như Brunei, Campuchia, Thái Lan, Lào dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục phê chuẩn hiệp định trước tháng 11 năm nay. Ngoài ra, Indonesia, Malaysia, Philippines dự kiến hoàn thành thủ tục phê chuẩn hiệp định cuối năm nay. Việt Nam đang hoàn thành các bước cuối cùng và dự kiến có thể hoàn thành phê duyệt hiệp định trước tháng 11 năm 2021. Vì vậy, nếu đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, có đủ 6 nước ASEAN và thêm một nước đối tác nữa trong số 3 nước Hàn Quốc, New Zealand và Australia hoàn thành phê chuẩn thì hiệp định sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2022. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 8 năm 2021 đạt 54,57 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,2% so với tháng trước. Số liệu hải quan cũng cho thấy, tổng trị giá nhập khẩu trong 8 tháng năm 2021 là 216,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,7% tương ứng tăng 54,47 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 8 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thâm hụt 2,63 tỷ đô la Mỹ, ngược lại với con số xuất siêu là 13,69 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ năm ngoái. Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công thương nhận định, nhu cầu nhập khẩu tôm của thế giới đang tăng trở lại đặc biệt ở những thị trường lớn như Mỹ và EU. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu nhập khẩu tôm từ các thị trường lớn như Mỹ, EU rất cao từ nay tới tháng 11 để phục vụ Noel và đón năm mới, nhất là nhu cầu nhập khẩu tôm cỡ lớn. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, đơn hàng được ký rất nhiều, chỉ lo sản xuất không đủ để đáp ứng. Như vậy cơ hội cho Việt Nam tăng thị phần xuất khẩu tôm trong những tháng cuối năm 2021 là rất lớn. Tuy nhiên để tận dụng được cơ hội này, cần kịp thời tháo gỡ khó khăn để ngành tôm khôi phục chế biến và xuất khẩu. Xuất khẩu tôm từ tháng 7 tăng chậm lại khi tình hình sản xuất chế biến xuất khẩu tôm và tiêu thụ trong nước gặp nhiều khó khăn, các nhà máy chế biến tôm phải giảm hoạt động, thu mua tôm bị đình trệ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 8 tháng đầu năm, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng chậm với nhiều lĩnh vực giảm sâu. Ủy ban nhân dân thành phố cho rằng khả năng đến cuối năm nay không hoàn thành được những chỉ tiêu lớn về phát triển kinh tế xã hội cũng như có ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch năm 2022. Để phục hồi kinh tế, thành phố cần khoảng 8 tỷ đô la Mỹ và cần đến 6 đến 9 tháng để phục hồi kinh tế. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các quận huyện hiện đang gấp rút cập nhật lên danh sách những người khó khăn để thành phố hỗ trợ sau ngày 15 tháng 9 với kinh phí dự kiến là khoảng 10.000 tỷ đồng. Theo kết luận của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng được hỗ trợ là những lao động bị mất việc và thu nhập gặp khó khăn đang có mặt tại thành phố, không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú. Ngoài ra, thân nhân của các lao động bị mất việc, gồm cha, mẹ, vợ chồng, con người nội trợ không có khả năng làm việc, cuộc sống phụ thuộc cũng được xem xét hỗ trợ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, thâm hụt ngân sách của nước này đã tăng lên 2.710 tỷ đô la Mỹ tính từ đầu năm đến tháng 8 năm 2021, đang trên đà trở thành khoản thâm hụt lớn thứ hai trong lịch sử. Văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ dự báo, ngân sách của nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ thấp hụt 3.000 tỷ đô la Mỹ trong toàn bộ năm ngân sách hiện hành, thấp hơn mức tầm hụt kỷ lục 3.130 tỷ đô la Mỹ trong tài khoá trước. Từ đầu năm ngân sách này đến tháng 8 năm 2021, tổng nguồn thu của chính phủ Mỹ đạt 3.390 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu mức tăng khá cao 17,7% so với cùng kỳ năm ngân sách trước. Mức tăng đó chiếu nhờ sự phục hồi kinh tế sau cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra. Từ đó cho phép hàng triệu người lao động đi làm trở lại, thúc đẩy nguồn thu nhập cá nhân vào lợi nhuận của doanh nghiệp. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố các quyết định thay đổi nhân sự trong nội các với mục đích có được một đội ngũ mới mạnh mẽ và đoàn kết, nhằm đưa nước Anh phục hồi tốt hơn sau đại dịch Covid-19 và vượt qua những vấn đề gai góc như tình hình Afghanistan hay thuế. Quyết định điều chỉnh nội các đáng chú ý nhất của Anh liên quan đến Ngoại trưởng Dominic Raab. Theo đó, ông này sẽ đảm nhận viên vị mới là Bộ trưởng Tư pháp kiêm Phó Thủ tướng. Thủ tướng Johnson đã phải đối mặt với những lời kêu gọi sa thải ông Raab sau khi Ngoại trưởng này đi nghỉ ở đảo Crete của Hy Lạp giữa lúc lực lượng Taliban tiến về thủ đô Kabul của Afghanistan và những cáo buộc cho rằng hàng nghìn email từ những người đề nghị giúp đỡ sơ tán khỏi Afghanistan đã không được để ý. Thay thế ông Raab ở cương vị Ngoại trưởng Anh là Bộ trưởng Thương mại quốc tế Liz Truss, người phụ nữ thứ hai trong lịch sử giữ trọng trách này. Bà Truss vẫn tiếp tục giữ vai trò Bộ trưởng Phụ nữ và Bình đẳng. Có những vị trí tiếp tục được giữ nguyên như Rishi Sunak và bà Priti Patel vẫn đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Nội vụ. Trong bối cảnh đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, doanh nghiệp cần thêm những gói hỗ trợ đúng và chúng để vượt qua giai đoạn cam go này. Việc giảm thuế là giải pháp cấp bách để doanh nghiệp có thể giữ được sự ổn định và có thể phục hồi sau khi dịch bệnh qua đi. Mới đây, Bộ Tài chính đã đề xuất một số giải pháp về thu ngân sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch bệnh. Tổng giá trị ước tính của gói hỗ trợ thuế lần này là khoảng hơn 20.000 tỷ đồng số tiền thuế được giảm góp phần quan trọng trong việc tiếp thêm nguồn lực cho doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn do Covid-19 gây ra. Mục ống kính tâm trấn ngày hôm nay sẽ cùng bàn luận về vấn đề này. Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư đã gây ra những tổn thất nặng nề về kinh tế. Tại một doanh nghiệp du lịch khách sạn, trong 8 tháng đầu năm, thì có đến 5 tháng ngưng hoạt động do dịch bệnh. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải duy trì hoạt động và trả lương cho nhân viên. Nếu được miễn một phần thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thì doanh nghiệp sẽ có thêm một nguồn vốn không nhỏ để tái đầu tư vào các chiến dịch kích cầu du lịch mới, chờ hết dịch sẽ triển khai. Giảm thuế và tiền thuế đất, thì nó tôi nghĩ là nó cũng sẽ là một cái biện pháp hiệu quả để đồng hành cùng với doanh nghiệp và du lịch để vượt qua cái cái giai đoạn khó khăn này và với những cái giải pháp đó thì tôi nghĩ là đó là một cái cơ sở để chúng tôi có thể duy trì cái chăm lo tốt hơn cho người lao động đặc biệt trong cái giai đoạn hết sức khó khăn này. Ngoài các gói giảm thuế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 lần này, Bộ Tài chính cũng đang đề xuất để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa xuống chỉ còn 15 đến 17% thay vì 20% như hiện nay. Đồng tình với Bộ Tài chính, nhiều doanh nghiệp đánh giá các chính sách về miễn giảm thuế sẽ giúp cho các doanh nghiệp tích lũy nguồn vốn, có giải pháp tài chính tái cơ cấu và vực lại doanh nghiệp. Chúng tôi nghĩ rằng là nếu như mà được cái giãn cái tiền thuế đất ấy, và được giãn tiền thuế đất thì nó sẽ có một cái nguồn, tức là một là các doanh nghiệp không phải đi vay ngân hàng. Cái thứ hai nữa là sau một năm hoạt động thì nó cái cơ sở vật chất nó cũng bị hư hỏng thì cũng có cái điều kiện để mà sửa chữa nâng cấp các cái cơ sở vật chất của mình và đồng thời nữa cũng là đấy cũng là để tạo cái doanh thu tạo việc làm nó sẽ hỗ trợ được cho người lao động theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lũy kế 8 tháng đầu năm, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 85.500 doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 24.000 doanh nghiệp chiếm 28,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 6,6%. Các chuyên gia nhấn mạnh, việc miễn giảm thuế lần này sẽ khiến ngân sách hụt thu khoảng 20.000 tỷ đồng trong khi áp lực cân đối thu chi là rất lớn. Do vậy, việc miễn giảm thuế thể hiện sự đồng hành của chính phủ đối với doanh nghiệp các doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội này, nỗ lực để vượt qua khó khăn. Cái gói về miễn giảm 30 cái loại phí và lệ phí cho các doanh nghiệp cũng được các doanh nghiệp đánh giá rất cao vì đây là những gói mà nó trực tiếp tác động ngay đến cái hoạt động của doanh nghiệp làm cho cái chi phí sản xuất kinh doanh nó giảm đi một cách rõ rệt và nó nâng cao cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa cũng như của sản xuất kinh doanh trong cái việc mà đầu ra đầu vào của các doanh nghiệp thì khi khoản thuế được giảm thì bản thân là cả cái nền kinh tế, các doanh nghiệp đều được giảm thuế. Thì khi mà được giảm, được hóa, được miễn như vậy, thì bản thân các doanh nghiệp ấy, thì người ta chỉ tập trung cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh thôi. Họ không quá bị áp lực trong cái việc mà phải đóng các cái nguồn thuế đó. Thì giúp cho họ tái cơ cấu lại bản thân các doanh nghiệp, có cái nguồn tài chính nó tương đối ổn định và lâu dài. Theo kết quả điều tra gần 12.000 doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố mà VCCI tiến hành cuối năm 2020, các nhóm giải pháp hỗ trợ về thuế là nhóm giải pháp có hiệu ứng và tác động tốt nhất với các doanh nghiệp. Tiếp đến là hỗ trợ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội và phí công đoàn. Thứ ba là hỗ trợ giảm lãi suất và giãn thời gian cho vay. Hiện các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng chưa từng có. Vì vậy, các giải pháp hỗ trợ cũng cần phải mạnh mẽ chưa từng thấy. Trong hai năm qua, chính phủ đã hai lần hoãn giãn nộp thuế cho doanh nghiệp và lần này là chính sách miễn giảm thuế những chính sách này được đánh giá là mạnh mẽ kịp thời sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp hộ cá nhân kinh doanh hồi sức sau dịch bệnh và hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội